không cần phải sử dụng tới sức mạnh của những loài thú khác cũng như sức mạnh đến từ tự nhiên. Shining Hopper là form nâng cấp chính của Coral Zero One dựa trên Rising Hopper. Tạo hình cũng như chiếc Raikey thể hiện rõ sức mạnh của Shining Hopper, sức mạnh tỏa sáng. Biểu tượng cho Shining Hopper là một cặp châu chấu được chiếc vợt ánh sáng bắt lại và tụ tập năng lượng vào Zero One. Toàn bộ cơ thể của anh được bao phủ bởi một màu đen và điểm tô của đó là những màu xanh neon trên khắp cơ thể. Điều đặc trưng nhất có lẽ là 6 chiếc chân của đầu châu chấu phủ lên khắp cơ thể của Zero One Shining Hopper, tạo nên cặp sừng cũng như phần những chiếc gai nhọn trên toàn bộ cơ thể của anh. Shining Hopper trong lần đầu được thể hiện lại bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi tên Dodo. Hắn ta dễ dàng đoán được sức mạnh của Shining Hopper, cho dù anh có tạo ra rất nhiều dư ảnh cũng không làm gì được hắn. Izu đã tiếp tục về nghiên cứu và nhận ra điểm yếu. Aruto hiện tại đã có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên Shining Hopper không thể nào bắt kịp được nó. Cô cần nâng cấp Shining Hopper để bắt kịp được dữ liệu từ Aruto. Và người được trích xuất dữ liệu, một chàng Human Gear thám tử, sau khi có được hoàn toàn dữ liệu, Shining Hopper đã phát huy hoàn toàn sức mạnh. Khả năng chính của Shining Hopper là di chuyển với vận tốc cực nhanh và đòn tấn công tạo nên hương hiệu là anh ấy sẽ tạo ra rất nhiều dư ảnh, hay chính xác là tạo những phân ảnh khiến kẻ thù phân tâm và không biết anh ấy sẽ tấn công từ đâu. Sau đó anh sẽ di chuyển từ một trong những vị trí của những phân ảnh, tấn công kẻ thù một cách đầy bất ngờ. Ở full sức mạnh, anh khả năng di chuyển ở tất cả các phân ảnh, không giới hạn ở việc chọn một trong những phân ảnh khi chưa được kích hoạt toàn bộ sức mạnh. Tốc độ cực nhanh né tất cả những đòn tấn công từ tên lửa của tên Magia Dodo, vượt trên tầm tính toán AI của hắn. Hai đòn tất sát. Đòn cơ bản sử dụng Zero One Driver mang tên Shining Mega Impact. Zero One tung cái thù lên bầu trời, di chuyển với tốc độ của Shining Hopper, tấn công bọn chúng bằng những đòn đấm và đá với tốc độ cực cao. Sau đó anh bao bọc bản thân bằng luồng năng lượng cực kỳ lớn tỏa ra từ sức mạnh của Shining Hopper, đá kẻ thù một cú cực mạnh bằng nguồn năng lượng đó xuyên qua mục tiêu cũng như tiêu diệt hoàn toàn chúng. Đòn thứ hai sử dụng vũ khí Outside Buster. Anh nạp vào năng lượng sức mạnh của Hopper, bắn ra một luồng năng lượng màu vàng với hình ảnh đại diện cho Zero One, tấn công một kẻ thù và hủy diệt chúng. Sau khi đánh bại tên Magia Dodo, một kẻ bí ẩn mang tên Guy, hắn ta đánh giá sức mạnh của Zero One Shining Hopper ở tầm 500% so với Zero One cơ bản. Với sức mạnh lớn vượt ngoài mong đợi, cơ thể Aruto cũng nhận ít nhiều phản vệ từ sức mạnh Shining Hopper này.